mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Em hay đập đồ, mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền. Bấm cánh đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Anh ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ. Bạn nam, thôi ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha. Ưu tiên bạn nữ đi, mời em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào quý vị khán giả và chào cái anh ngồi bên kia rèm. Em tên là Lê Thị Thúy Hằng. Em là giáo viên tiểu học trường tiểu học An Bình ở Dĩ An, Bình Dương. Quê em ở Bình Dương luôn. Em 27 tuổi ạ. Một cô giáo rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Quốc Sự, 36 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông ở Bến Tre. Dạy về môn gì? Em dạy thể dục. Em một người dạy ở Bến Tre, một người dạy ở Bình Dương. Chà, hai thầy cô này hẹn hò nhau cũng căng rồi nha. Thì mình chuyển địa chỉ về bất cứ chỗ nào đó, có thể về Bình Dương dạy cũng được, hay chuyển về Bến Tre dạy cũng được, tùy theo hai người thôi. Rồi thôi mời cô giáo giới thiệu một xíu điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đi nha. Rồi cái chuyện ở đâu hẹn hò như thế nào mình bàn sau. Chắc em nói điểm yếu trước đi. Thì tính em nhát lắm. Hôm nay em ngồi đây là em thấy là em can đảm lắm rồi đó. Hay mít ướt lắm. Hỏi chuyện gì cũng khóc được hết á. Một khuyết điểm như là hay quên. Chẳng hạn như là hôm bữa em cầm chiếc chìa khóa, xong rồi em đi tìm cái điện thoại khắp nơi em chẳng thấy đâu. Xong để chiếc chìa khóa trên bàn em đi tìm cái điện thoại. Khi mà tìm thấy cái điện thoại rồi á thì lại tìm chìa khóa. Về ưu điểm thì nhiệt tình trong công việc á, sống tình cảm, đối với ai thì em cũng chân thành cả. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Tại vì có những người á, mình chân thành vậy mà người ta không có đáp lại á. Cho nên lý do tới giờ cũng ế. Rồi, mời bạn trai. Bản thân thì điểm mạnh thì bạn bè nó nhận xét cái gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì chả biết cái gì. Rồi thật ra thì bên các môn thể thao thì em đều chơi được tất cả các môn thể thao. Điểm mạnh của em là bên cờ vua, chơi được bóng đá. Có điểm yếu nào? Em nấu ăn dở. Bạn bè tới nhà em chỉ có được tự đến rồi tự nấu rồi xong rồi ăn xong rồi về để em dọn dẹp thì được. Thật xấu nữa là em hơi nóng tính. Em hay đập đồ, mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền hoặc là đập cho nó đựng bể. Bấm cánh đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Tính anh nóng tính vậy nhưng mà em nhát lắm. Ai mà nói chuyện to tiếng hoặc là lớn tiếng là em sợ lắm. Và sau này lỡ anh hét vào mặt em hoặc là ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ lắm. Không, mà tính anh nóng tính nhưng mà không bao giờ anh ném hoặc là anh đánh người phụ nữ nào em ơi. Này đâu cần đánh em. Phụ nữ như là một bông hoa, mình yêu là để mình nâng niu chứ không phải để mình đánh. Thầy bên đây nhìn rất là hiền em ơi. Tình trường của thầy sao rồi thầy? Nghe thầy chơi thể thao dữ lắm, chắc tướng tá thầy phong độ ngon lành lắm, chắc nhiều cô đeo đuổi lắm à. Dạ, em cũng là Việt Cường khen. Đúng vậy chị. Em thì có vợ và hai con, hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm. Cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà mình yêu nhau, tiến tới với nhau thì hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực rồi hãy đến với nhau. Khi đến với nhau mà mình có con rồi thì có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích, nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà đổ dở ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con. Bản thân đây cũng ngồi coi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người mồ côi đến như thế nào. Nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được? Cái mâu thuẫn là cũng xuất phát từ trong cái công tác của em. Vừa giảng dạy vừa công tác đoàn. Thì nói chung là đi nó cũng bất cập. Thậm chí là có lúc là đi cái là một tuần lễ. Ví dụ như trong cái dịp hè đi dẫn đội hình Niềm Tin Xanh, ví dụ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ là phải đi ban đêm. Thì lúc đó thời điểm hiện tại đó thì vợ không có đồng ý là đi nhiều hoặc là ban đêm như vậy. Cứ mong muốn là dạy hết 5 giờ thì phải về. Nên hai vợ chồng có những cái xích mích gây gỗ. Rồi sau đó những bất hòa nó càng càng lớn hơn, dẫn đến người lớn khó hàn gắn. Hiện tại hai đứa nhỏ đang ở với ai anh? Bạn? Dạ, hai đứa nhỏ đang ở với mẹ chị. Đó là hoàn cảnh của anh bên đây. Thôi còn bạn gái, cái con đường tình của bạn như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho bên đây được hiểu không? Thời sinh viên thì em cũng có quen một mối tình sinh viên.
Sau đó chuyển sang thích bạn thân của em. Hai đứa thích nhau đó, quen luôn. Trải qua 5 năm chuẩn bị đám cưới thì có những cái chuyện nó không như ý muốn á, cho nên đám cưới nó không diễn ra. Thì sau cái mối tình đó thì cũng 2 năm rưỡi rồi, cái mọi người cũng động viên là nên cho mình một cơ hội mới. À, vậy là coi như chính thức là mình chỉ có một cái mối tình 5 năm đó thôi. Dạ. Cái bạn không có ngại gì về vấn đề là bên kia đã đổ vỡ hết đúng không? Anh có thể dứt khoát được với quá khứ á, thì không sao. Tại vì ai cũng có quá khứ hết á. Quá khứ của em cũng khó quên lắm. Nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng tới hiện tại như bây giờ. Không, đương nhiên nó khi đã chấm dứt rồi thì phải dứt khoát thôi. Nhưng mà ảnh thì anh vẫn còn có hai đứa con. Cho nên con thì cũng mình vẫn phải qua lại để mình chăm sóc con mà. Tại vì con là con chung. Cái việc đó thì em cũng chấp nhận được. Tại vì một người sống có tình cảm, có trách nhiệm thì sẽ như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà giờ anh không có đi nữa em. Anh cũng hết tuổi đoàn rồi. Em 36 cũng hết. Ồ, giờ hết tuổi đoàn rồi, đâu có đi như hồi xưa nữa đâu sợ. Nhưng mà em còn đi nhiều lắm. Ủa em đi đâu? Tại vì em cũng làm bên công tác đoàn á. Ủa vậy hả? Sau rồi em đi suốt à, thứ bảy chủ nhật em cũng hay đi lắm. Như vậy thì anh sẽ hiểu anh nhiều bởi vì anh đã từng trải qua cái tuổi đó rồi. Rồi. Hả? Thế bây giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai mình như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn, là có nghề nghiệp ổn định là được rồi. Nhưng cuộc đời em nhìn nó cũng tan nát hết rồi này, giờ này cũng không có. Gì đâu tan nát? Đâu đến mức mà bi quan thế. Ha? 36 tuổi cũng không phải là tuổi giàu lắm đâu mà tan nát cuộc đời. À, bạn gái em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì mỗi người lý tưởng là công việc ổn định là được. Cao khoảng 1m65 trở lên. Trắng đen cũng được nữa. Đừng trắng có hói chứ không trắng nổi rồi. Hả? Em cũng dễ lắm nhưng dân mà đừng có hói kìa. Đừng có hói chứ đừng có bụng bự, với lại đừng có hút thuốc. Đừng hói, đừng bụng bự, đừng hút thuốc. Thầy thể dục làm gì có chuyện bụng bự. Nhưng mà có hói không? Chút kiểm tra chứ tôi cũng không biết hói sao. Qua coi. Ủa à, thầy có hút thuốc không thầy? Dạ có chị. Hút nhiều không? Dạ em ít lắm. Nhưng bây giờ cái khoảng cách địa lý là hơi xa. Một người Bến Tre, một người Bình Dương thì anh nghĩ như thế nào trong cái việc hẹn hò với nhau làm sao? Nửa tháng hoặc một tháng thì em lên trực tiếp một lần. Còn cái công nghệ thông tin thì giờ nó cũng phát triển rồi. Facebook, Zalo, Tango, Viber, này kia vân vân. Thì mình có thể là nói chuyện thấy mặt nhau luôn. Có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không? Cằn nhằn, có khách này kia hoặc đang ngồi với nhóm bạn này kia về nhà thì nói như thế nào cũng được. Nhưng mà cái trước mặt đám đông mà rồi có những thái độ mà nó hơi quá lố thì ở trước đám đông. Một cô giáo mà rất là điềm đạm, rất biết cách cư xử ha. Hy vọng một lát hai người trò chuyện với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn ha. Thôi không có bụng bự, không có đầu hói, đừng lo nha. Xin chào em, dễ thương. Ta nói xa mặt cách lòng, em có sợ điều đó không? Em cũng sợ. Thật sự chương trình cũng không muốn cho các bạn quen xa, làm mai mối xa đâu. Nhưng bởi vì cái sở thích, những cái điều các bạn thích đó, rất hợp với nhau. Hai người hợp nhau lắm nên chúng tôi cho gặp nhau. Cái đó là một cái duyên mà có thể khó có ai có được lắm. Xa nhưng mà nó hiểu nhau, mà hợp với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng rất là gần. Với lại em nghĩ là nếu như mà mình thật sự cần nhau thì cái thời gian mình sẽ có để dành cho nhau. Đúng. Còn rồi. Nếu như mà đã không cần thì sẽ chắc chắn sẽ không có thời gian. Anh nghĩ rằng anh bên đây rất là chân tình, rất là thật. Anh mới nói tất cả những điều đó ra. Tùy hai người thôi nha. Anh về thăm lần luôn anh luôn lên, em có cái này tặng anh. Không, cái này tặng chị Cát Tường trước. Này em làm đó hả? Cảm ơn em. Khéo tay quá ha. Rồi, khéo tay quá. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha. Kéo màn lên. Rồi, mời thầy giáo. Em chào anh. Chào. Anh có mang tí hoa thơm trái ngọt của Bến Tre đến gửi tặng em. Em cảm ơn anh. Đặc sản Bến Tre. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. À, dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, bây giờ không gian, thời gian là của các bạn. Thì anh như nãy giờ tâm sự thì em cũng biết rồi. Cuộc đời anh nó cũng mấy ngày vậy rồi. Anh chỉ còn hai bàn tay trắng và con tim. Nếu em tin vào con tim của anh thì hai bàn tay anh sẽ làm nên được tất cả. Ở đây thì anh hy vọng hai bàn tay anh sẽ lật sang trang này, gọi là trang giấy mới. Ở đây anh có cái hộp quẹt, anh nhờ em đốt bật hả? Cái hộp quẹt lên giùm anh. Đốt thiệt luôn hả? À, em cứ đốt đi. Thầy nhiều tài quá. Thầy còn gì tài nhau nữa không thầy? Muốn em gì? Có thể đá bóng được, em không sử dụng chân, em sử dụng đầu được không ạ? Được, được. À,
Hay quá. Thế anh thấy em sao? Em rất là đẹp và dịu dàng. Trong công việc thì như lúc nãy em chia sẻ thì anh cũng rất là an tâm, nó phù hợp với anh. Bởi vì anh cũng từng làm công tác đoàn, mười mấy năm công tác đoàn thì anh cũng thông cảm và chia sẻ cho em được nếu em còn làm công tác đoàn. Dạ. Anh thấy em có hiền không? Cái này anh chưa biết, em mới tiếp xúc. Bữa em đi coi bói, không cái anh coi bói bảo là cái cô này nhìn vậy chứ không có hiền đâu, chưa có chạm tới cái dây dữ thôi. Em cũng có lúc nóng giận á, nhưng mà khi mà em nóng giận vậy á thì em cần phải nói nhiều lắm. Hey, anh có kiên nhẫn để nghe không? Rất, anh rất kiên nhẫn, nhưng mà mình nói với cái thái độ mình là gọi là chia sẻ để rút kinh nghiệm, chứ đừng có nói với cái thái độ gọi là có gì đó nó không được, nói chung là chối tai á. Không, em cũng biết mà, mình nói để cho người ta hiểu mình á, chứ không phải là cãi nhau chứ chế lên. Nói chung mức lương anh thì cũng ổn định, đủ lo để cho bản thân anh và cho hai con. Ngoài ra thì anh cũng có cái nghề tay trái gọi là cái du lịch chở khách đi câu á. Chở khách là đi ghe ha, anh chào ghe. Dạ. Ha? Tức là cũng có đi câu cá. Em cũng thích đi câu cá. Ở miền Tây vui lắm em ơi. Anh mời em một cái dịp gần nhất về đi câu với anh. Quê mẹ em ở Tiền Giang á, cho nên em cũng thích về miền Tây lắm. Tiền Giang là ở đâu em? Ở Cây Lậy á. Cây Lậy. Nếu mà sau này mình quen nhau lâu rồi đó, anh có dẫn em đi qua thăm con anh không? Cái điều này là phải do bản thân em. Em có thông cảm ở nơi anh, thấu hiểu ở cái tình cảm của anh thì anh sẵn sàng. Hầu cuối là hay nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi, một bên là cô, một bên là thầy. Vấn đề hai trái tim cùng chung nhịp đập hay không? Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Nào, Thành lấy quà của mình đi. Tại sao thầy giáo lại để tay vào tim? Dạ, con tim em đã ấm trở lại. Đã ấm trở lại. Dạ. Đừng, bây giờ nó hết bấy nhầy rồi đúng không? Nói sao bị bi quan quá, lạc quan lên chứ gì đâu. Vì mà tan nát bấy nhầy. Không, cái từ đó miền Tây hay dùng thôi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.